Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đầy đủ duyên lành, Thiên Hà Thanh đã viết xong một bài hát mới mang tựa đề Một Người Thầy. Và đây là một cái lời tri ân của một người học trò dành cho thầy của mình. Và Thanh xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Dạy tôi về cách sống, hay làm người lương thiện giữa xoay vần trần gian. Nhưng lời thầy đã nói rằng con hãy nên làm, mỗi ngày nên nguyện cầu mẹ đất và cha trời, cùng với các chư vị ứng trên khắp muôn phương, cho con luôn được sống trong chánh pháp nhiệm màu. Đời đời kiếp kiếp này luôn gặp thiện tri thức cùng năng lượng tích cực từ tất cả mọi người. Và thầy còn dạy thêm, đời đời kiếp kiếp này không bị lạc tà đạo lôi kéo tâm trí con. Tiêu cực luôn vây quanh, và hãy nên sáng suốt, nhận ra để tránh xa, nhận ra để tránh xa. Thầy ơi, con sẽ nhớ những lời thầy khuyên rằng, mãi ở trong tiềm thức, không bao giờ mờ phai, không bao giờ mờ phai. Và con phải tự hỏi lương tâm của chính mình, vì con sẽ phải là thiện tri thức trước tiên, đem năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người, cùng năng lượng tần số chắc chắn sẽ gặp nhau. Và con cũng cố gắng tránh xa luồng tiêu cực, bảo vệ tâm của mình cùng với ý khâu thân. Bao nhiêu lời cảm ơn không thể diễn đạt hết. Cảm ơn vì tất cả thầy đã dạy dỗ con. Bao nhiêu lời cảm ơn không thể diễn đạt hết. Cảm ơn vì tất cả thầy đã dạy dỗ con.